Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mộng ảo vinh hoa. Số mạng của Dương Thục Lan và tai nạn của người nhà cô tuy được Bồ Tát báo mộng nhắc nhở cô xuất gia để hóa giải ách nạn, nhưng cô ta nửa tin nửa nghi, khiến cho nhà tan người mất lưu vong khắp nơi. Hòa thượng kể, cô Thục Lan là người ở huyện Sông Thành, Tam Tánh Đường, mang họ Dương. Anh ba của cô ở trong quân đội, làm đội trưởng cai quản hàng trăm người. Lúc anh ba của cô đóng quân phòng giữ ở tỉnh Tam Giang, cô Thục Lan đến ở nơi nhà người anh này. Tỉnh Tam Giang cách nhà cô khoảng 1000 dặm. Cô ta vốn muốn xuất gia, vì cô mộng thấy Đức Phật Di Lặc nói với cô: con phải xuất gia, xuất gia có công đức, như vậy mới có thể giải trừ được tai nạn của con và cải biến được ách vận của gia đình con. Trong mộng, cô ta hứa sẽ xuất gia, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại hoài nghi. Thật có việc như vậy sao? Khi cô dò hỏi ý kiến của các ông anh cô, thì họ đều phản đối, nói rằng: tại sao cô quá tin như vậy? Người anh thứ hai lại còn quỷ báng, khinh nhờn thần Phật nữa. Không bao lâu, cô bị bệnh. Bệnh đến 1-2 tháng. Cô bệnh nặng đến nỗi chỉ nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Một hôm, có một sự việc kỳ lạ xảy ra. Cô nằm, nghe có tiếng khánh ở bàn Phật tự nhiên vang lên 3 lần. Rồi có một vị xuất gia hiện ra trước mặt cô nói: cha của cô sẽ chết trước, sau đó tới người anh thứ hai, và các người thân của cô sẽ lần lượt qua đời. Nếu cô xuất gia, nhờ công đức xuất gia mới hóa giải được vận mạng, mà không xảy ra cảnh nhà tan người mất này. Sau đó, vị thầy đó lại đem thuốc cho cô uống. Uống xong là cô hết bệnh. Lúc cô bệnh nặng, cô đã từng đánh điện tín cho người nhà của cô. Cha cô vội vã đến nơi thăm cô. Cha cô có dáng người rất mập. Nghe nói cô muốn xuất gia, ông cực lực phản đối nói: Thục Lan à, con chớ quá mê tín như thế. Vì con bị bệnh nên mới thấy quỷ thần đó thôi. Đó đều là chuyện không có thật, con không nên mê muội quá đáng như vậy. Thế là cô đâm ra do dự, không còn muốn xuất gia nữa, vì tất cả đều bảo mình không nên xuất gia. Cha không cho mình xuất gia, mẹ lại bảo đừng ăn chay. Đợi đến khi cô hết bệnh thì cô cũng quên bẵng đi chuyện xuất gia. Cách 2 ngày sau, cô lại mộng thấy Bồ Tát Di Lặc nói với cô: trong vòng 7 ngày nữa cha cô sẽ chết, đây là chuyện không sao tránh khỏi. Lúc cô về nhà, cha cô đi ra ngoài mua bóng đèn. Vì không chú ý nên ông bị té ở trạm xe lửa, bị dở mạch máu não, không nói được. Mắt cũng mở không ra, nằm đợi người thân đến khiêng về nhà, rồi không nói lời nào mà chết. Còn anh hai của cô đang lúc trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng một hôm anh ấy nằm mộng thấy Bồ Tát nói với anh ấy: 1 tháng sau con sẽ chết. Anh kinh hoàng thức giấc, tuy cảm thấy giấc mộng kỳ dị nhưng không để tâm, cũng không sám hối một tơ hào. Quả nhiên đúng 1 tháng sau, anh ta chết thật. Lúc đó là ngày 13 tháng 5 năm Dân Quốc thứ 34, 1945. Ngày 25 tháng 12, kháng chiến thắng lợi, tôi cùng với vài đệ tử đến nhà cô ấy. Cô ta ở trong nhà, nhìn qua tấm kiếng thấy tôi, bèn nói với mẹ cô: mẹ ơi, lúc con bị bệnh ở tỉnh Tam Giang, con mộng thấy vị thầy này. Hôm nay thầy đến rồi kìa. Sau đó cô chạy ra ngoài, cúi lại mời tôi vào nhà. Lúc này cô ta không còn hoài nghi, nói là cô nhất định phải xuất gia. Lúc trở về Đông Bắc, tôi có hỏi thăm về cô ta nhưng bặt tin. Tôi chỉ biết là gia đình cô đã bị tản mát vì chiến tranh. Ha ha ha, 问什么的说